cho cả mọi người đến theo mình nha. Thì hôm nay hai anh em mình lại tiếp tục vào rừng mọi người. Mình đang rửa dán cho sạch để lát mình đựng đồ ăn. Dơ quá. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm món ếch nướng nha mọi người. Đây, anh em mình có 4 con ếch nè. To đùng luôn rồi đó. Đó. Thì bây giờ bắt đầu mình băm ớt. Mình băm ớt để đầu mình ướp ếch nè mọi người. Nay mình em mình làm món ếch nướng siêu cay luôn nha. Bây giờ mình cũng chưa hết nè. Trơn quá à. Ếch mà anh nhìn ếch độ ôm luôn ha, nhìn mà chảy ếch nhanh lắm. Chúng mà anh em mình hôm hôm thức khuya quá, nào lấy ngủ bút chỉ luôn, với lại trời mưa nữa. Giờ đến tới giờ là hai mấy, ba giờ chiều luôn rồi, hai mấy gì nữa, chưa ăn sáng, chưa ăn trưa luôn, đợi ăn chiều. Rồi giờ mình đợi chút nữa để cho nó chín thôi nha mọi người. Mọi người nhìn thấy có hấp dẫn không? Nhiều người nhìn đủ hết nè. Trời ơi trắng phao luôn. To đùng với to hơn cái đùi mình nữa. Của anh em mình là gần chín nha mọi người. Cái này thì đáng lẽ này phải mình cho một miếng dầu ăn vào nữa để nó không có bị dính, không có dầu ăn nên nó, thịt nó bị gà gã ra nè, nhưng mà nó dính vô trong cái vị nướng á, thơm ít xịt à. Cái này có mấy cây đậu bắp mà nãy lúc hồi nãy mình hái ngoài vườn á, đem đem nướng luôn. Ếch của anh em cũng đã chín nha mọi người. Đó. Mọi người nhìn ngon không? Đây, anh em mình ăn cái cơm. Sự là sáng giờ chưa ăn uống gì luôn, rất là đói bụng luôn. Đây là rau. Rồi giờ bắt đầu mình ăn thôi, ăn đi Thiên. Okay. Cũng có rau nữa hả? Ăn rau chứ. Đây. Đây để mình review cái đùi trước đây. Đây, bị bẻ đùi anh cái Thiên. Lấy sẵn gắn cái đùi ra. Rồi, giờ mình cái đùi nha. Đây mình chấm nước mắm chua ngọt mọi người. Chung chấm thử nước mắm trước đây. Đây mời các người nha. Thịt ếch trắng nõn luôn. Thịt ếch nó dai. Dai như thịt gà vậy. Dai mà nó ngọt không mọi người. Ngọt cay cay. Bò sao kêu quá. Mình ăn bốc luôn. Thịt ếch dai thật sự luôn mọi người, ngon lắm. Thịt ếch cay cay, ngọt ngọt, béo béo. Mời cảm ơn người nha. Thiên nó khoái đang gối à. Ăn khỏi. Cơm gối hả? Cơm gối. Chua chua ngọt ngọt. Chấm thêm miếng nữa. Mày ăn đựng gói, ăn không vậy nè. Để nhà chấm ăn luôn à. Không chấm cũng ngon nữa. Mời cả mười nha, hơi khét nhúc. Đây là ăn nhai xương luôn, không bỏ xương. Thấy không?
Rồi em ăn cơm vô. Giúp ăn cơm vô, ăn y thề luôn. Ok không? Không, giờ sáng giờ đói thiệt. Ừ, ngon ha. À, ngon. Bắp à. Bỏ đuổi luôn, ăn bắp thôi. Ừ quá em. Dao à. Mới mà hơi cay nha. Nhìn Thiên ăn mà nước miếng nó chảy luôn á. Chăm miếng nè. Cơm. Cơm chấm nước mắm luôn. Chai quá vậy. Ớt dai ghê ha. Ớt dai. Cái này mình chừa với da nữa. Ừ. Nước mới dai vậy. Ủ cay đến xịt à. Quá cay luôn. Cầm nguyên con cạp luôn quá. Nè mọi người. Chúng mà mình không có tay mình ăn đùi thôi. Cái thằng có tay nó cầm hai con cạp. Mời cả mười nha. Ừ. Mình ăn tả ha. Giờ đói quá rồi, chứ ăn. Mà ớt dai thiệt á. Dai như thịt gà luôn. Miếng gà rồi. Em thử gói cho anh gái. Ừ, ăn gói. Không ăn hả? Không, ăn không vậy ngon. Là bắp mình mới hái á, nước ăn ngọt á. Ừ, bắp mình ăn tại vườn không à. Nó mắm cay quá. Chấm nước mắm này. Đuổi dai ghê ha. Thịt nó. Quá cay mọi người. Đây mời cả mọi người nha. Ừ. Mình sẽ cuốn một cái. Cuốn hả? Cuốn. Cái dao nó. Mắm hơi cay. Nha. Mắm hơi cay một chút. Cảm ơn. Cay thiệt luôn chứ hơi gì nữa. Nhìn thấy đâu á. Ớt bỏ luôn. Đấy là mình làm mà. Làm mà. Mua ớt nó không cay mà sao làm nãy cay dữ ta. Tại thường mấy cái ớt mà nó ta sẽ ớt cay ghê á. Không mua ớt mà. Cơm này. Cái này ớt nó tan trong nước mắm này. Ừ. Vì cay nó tan nước mắm này. Nó cay. Đuổi hơi đen chút nhưng mà rất là ngon. Mời cả mọi người nha. Cay quá rồi cho nên không chấm nước mắm nha. Giờ ăn không luôn. Ngày mấy ba mấy mà trời nữa mọi người thấy không? Có thui không? Chuyện mưa á. Hmm.
không chấm nữa đi. Cay quá. Thì ăn cay không được. Ăn cay không được đúng không? Ăn không nha. Ai chữ ngu chịu chứ ớt thích ăn nhất cái đùi. Anh Thiên ớt quá trời không? Đang nhai quá trời. Lâu lắm ăn được ớt mười. Mấy con bò biết xong nó cũng giật mình hoài. Để trong gừng nữa xả ma nữa chứ. Đói thêm nặng đói á. Hay quá cay. Mấy người nữa nó đậu. Cơm gạo thơm dẻo. Mọi người cái đùi nữa nha. Nhưng mà khổ lắm, ăn đùi thôi. Không tay chân nhưng mà mấy con người nè. Còn cộng không? Ớt này nướng nấu cà ri ăn ngon, nấu cà ri ngon nữa. Đây. Miếng cơm đi. Giờ giọt cơm hết dính nè. Gẹp vô con ớt. Chấm miếng nước mắm. Rồi mời cả mọi người. Cơm như là bánh tráng này nha. Xong rồi, cuốn ra thịt này. Sao không dính ta? Đang nghĩ ghê dữ trời Thiên. Ngon. Ok không? Ngon mà cay á. Nó ngon quá. Gì? Ngon quá. Bỏ cơm vô cuốn này. Ăn vào. Mọi người ơi, nãy giờ anh em mình cũng ăn xong mọi người. Đó thì anh em mình xin kết thúc clip này nha. Nếu mà thấy clip này thì nhớ đăng ký và share giúp mình nha, để anh em có thêm động lực ra các clip tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người tiếp theo nha. Bye bye. Chúng mình cay lắm luôn mọi người. Nè, sạch trơn đúng không? Còn mấy con nó bắp mà nó cháy quá nên không ăn được.